Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong một tập mới trên kênh của Mạn Trà Podcast. Video ngày hôm nay dành cho những bạn nào bị người yêu cũ chia tay nhưng người yêu cũ vẫn tiếp tục liên lạc với các bạn. Đây là một tình huống phức tạp, thậm chí có thể khiến cho nỗi đau của bạn trở nên tồi tệ hơn. Mặc dù chấm dứt nhưng hôm sau người yêu cũ vẫn có thể nhắn tin cho bạn, hỏi rằng bạn có ổn hay không. Họ có thể nói rằng họ vẫn muốn ở trong cuộc sống của bạn, họ muốn làm bạn. Đó cũng có thể là những tin nhắn ngẫu nhiên hỏi rằng dạo này bạn như thế nào, công việc, cuộc sống ra sao, con cá vàng nhà bạn có khỏe hay không, hay trả lời những dòng trạng thái mà bạn đăng ở trên mạng xã hội. Đôi khi người yêu cũ thậm chí muốn đi chơi với bạn, nhưng mỗi khi cuộc trò chuyện hướng đến chủ đề quay lại với nhau thì người yêu cũ lại bỏ đi hay lảng sang chuyện khác. Nói chung là bằng một cách nào đó họ cắt đứt mối quan hệ tình cảm với bạn nhưng lại không chịu cắt đứt kết nối với bạn. Vậy thì lý do nào khiến cho người yêu cũ tiếp tục liên hệ với bạn sau khi chia tay? Chúng ta cần phải làm cách nào để biến điều bất lợi này thành một điều có lợi cho chính bản thân mình? Không để các bạn phải chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng giải đáp những câu hỏi trên ngay bây giờ các bạn nhé. Phần số 1. Lý do người yêu cũ vẫn tiếp tục liên lạc sau khi chia tay. Thật tuyệt vọng khi người này có vẻ như đang giữ bạn ở bên cạnh nhưng lại không muốn tiến xa hơn. Vậy thì lý do chính của loại hành vi này là gì? Lý do phổ biến đầu tiên chính là thói quen. Nếu hai bạn đã dành một khoảng thời gian đáng kể cho nhau, thường xuyên bên nhau như một phần cuộc sống của mỗi người thì sẽ rất khó để người này đột ngột ngừng lại tất cả mọi sự giao tiếp với bạn. Kết cục là họ cố gắng giữ liên lạc mặc dù thực tế họ đã dứt khoát rằng chia tay với bạn là điều mà họ mong muốn. Lý do thứ hai, có một điều gì đó trong cuộc sống quan trọng đối với họ hơn là việc ở bên cạnh bạn. Điều này có nghĩa là sức hấp dẫn của bạn đã giảm. Về mặt tương quan, có điều gì đó thu hút sự ưu tiên và chú ý của họ hơn so với bạn. Đó có thể là công việc, có thể là đời sống độc thân, có thể là sự tự do sau những áp lực do mối quan hệ mang lại, hay định hướng tương lai thay đổi, hay những mơ mộng về việc cỏ bên kia đồi có lẽ sẽ xanh hơn, vân vân. Họ không có đủ niềm đam mê để cân nhắc về mối quan hệ tình cảm giữa hai người. Điều này không có nghĩa là bạn không hề quan trọng đối với họ, chỉ là có những điều khác được họ ưu tiên hơn vào lúc này. Lý do thứ ba, họ bối rối không biết mình muốn gì vào lúc này. Người yêu cũ của bạn có thể không chắc chắn về quyết định từ bỏ bạn. Trong một số trường hợp, bạn vẫn có thể nhận được nhiều tin nhắn từ người yêu cũ sau khi chia tay bởi vì họ vẫn đang cố gắng vượt qua cảm xúc của mình. Họ đủ nhớ bạn để biết rằng bạn như một tấm đệm êm để họ có thể dựa vào nhằm có một cuộc chia tay dễ dàng, không hậu quả, không trách nhiệm. Đôi khi họ đủ tự tin để nghĩ rằng bạn vẫn còn yêu họ và kể cả khi họ chia tay bạn thì bạn vẫn ngồi đó chờ đợi họ quay về. Ta gọi đó là phương án dự phòng. Họ tin rằng bạn đủ yếu đuối và tuyệt vọng để cần phải nói chuyện với họ. Hoặc cũng có thể mối quan hệ mới của họ không hoạt động hiệu quả. Họ cũng có thể lo lắng, bất an và cô đơn trống trải. Khi đó họ sẽ có xu hướng quay qua chú ý tới người mà vẫn còn cảm giác đối với họ, chính là bạn. Bạn cho họ một cảm giác an toàn và ổn định. Dĩ nhiên mình tin rằng bạn không muốn điều đó xảy ra, bạn không muốn làm chiếc lốp dự phòng cho bất kỳ một ai cả. Phần số 2. Cần làm gì trong tình huống này? Nếu người yêu cũ của bạn cố gắng giữ liên lạc sau khi họ chia tay với bạn nhưng không muốn cam kết trong mối quan hệ một một với bạn, bạn sẽ cần phải thay đổi cục diện của tình huống này. Giải pháp cho bạn chính là bạn không được trở nên quá sẵn sàng đối với họ. Bạn càng sẵn sàng bao nhiêu, người yêu cũ càng thấy bạn ít hấp dẫn bấy nhiêu, bởi vì đó đơn giản là bản chất của con người. Chúng ta càng cho rằng thứ gì đó thuộc về mình, chúng ta càng dễ coi đó là điều hiển nhiên. Theo đó, họ có thể cai nghiện bạn một cách từ từ theo thời gian bằng cách chân đạp hai thuyền, một chân đặt trong cuộc sống của bạn và một chân còn lại đặt ở trong cuộc sống độc thân tự do của họ. Điều này đi ngược lại với những gì có lợi cho bạn. Người yêu cũ của bạn cần phải nhận ra rằng mất bạn là mất đi hạnh phúc, mất bạn là mất đi tình yêu thương, hoặc chí ít là mất đi một điều gì đó mà họ đã từng dồn nguồn lực để đầu tư thời gian, công sức, tình cảm. Bạn cần phải cho người yêu cũ trải nghiệm chính xác điều mà họ đòi hỏi từ bạn, đó là chia tay bạn. Bạn cần phải sẵn lòng rút lui hay biến mất khỏi cuộc sống của họ. Bởi vì họ đã chọn rời bỏ bạn, họ sẽ không nhận được những lợi ích từ mối quan hệ nếu như họ không ở trong mối quan hệ với bạn. Bạn phải để cho nỗi đau được xảy ra, bạn phải để cho nỗi đau nhắc nhở cho họ thấy rằng bạn quan trọng với họ như thế nào, rằng mối quan hệ tình cảm này xứng đáng để họ giữ chặt ở bên mình.
Tuy nhiên, khi nói ra điều này, mình biết chuyện này đối với bạn thật kinh hoàng, bạn không đủ can đảm để buông bỏ kết nối đối với người yêu cũ. Khi người yêu cũ đề nghị chúng ta có thể giữ liên lạc được không và thi thoảng nhắn tin cho bạn một vài lần, bạn chấp nhận, bởi vì đối với bạn lúc này, méo mó có hơn không. Một chút sự kết nối liên lạc có vẻ như còn tốt hơn là không có gì cả. Bạn cảm thấy tâm hồn cằn cỗi của mình được cứu rỗi một chút sau những tin nhắn hay sự tương tác của người yêu cũ. Nhưng bạn hãy thử đoán xem, mỗi lần họ liên lạc với bạn và bạn phản hồi họ, bạn có một chút nhẹ nhõm. Nhưng sự nhẹ nhõm của bạn là sự nhẹ nhõm xen lẫn cùng nỗi lo lắng, bất an, mong muốn thúc đẩy người yêu cũ quay trở lại với bạn. Cái mà bạn đang làm thật sự là bạn đang trấn an cho người yêu cũ rằng bạn chưa đi quá xa khỏi cuộc sống của họ, rằng họ vẫn không thể đánh mất bạn, bạn cung cấp cho họ quá nhiều sự tiện lợi. Sau khi chia tay, thứ bạn mất đi là quyền tiếp cận họ. Bạn cảm thấy rằng mình bị từ chối, nhưng họ thì không mất đi quyền tiếp cận bạn, bởi vì họ là người khởi xướng cuộc chia tay. Họ biết rằng, hoặc nghĩ rằng, nếu như họ liên lạc trước thì bạn sẽ ở đó kiên nhẫn và hồi đáp họ. Vô tình bạn đã làm gia tăng bản ngã của họ và làm suy yếu đi sức mạnh của chính bản thân mình theo cách đó. Đó là lý do mà bạn thì càng ngày càng lo lắng, còn họ thì có vẻ như rất nhởn nhơ và tự tin với quyết định chia tay của mình. Cho nên, điều đáng sợ và bất lợi nhất cho các bạn bị chia tay không phải là việc hai người hai ngả, không còn liên lạc với nhau nữa, mà là việc người chia tay vẫn còn lởn vởn và ám ảnh lấy cuộc sống của bạn. Họ quả quyết rằng chúng ta không thể ở bên cạnh nhau, đây là điều tôi phải làm, nhưng tôi vẫn sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Tôi sẽ thi thoảng hỏi han bạn, tôi sẽ bấm thích cho những tấm hình của bạn, tôi sẽ bình luận những dòng trạng thái của bạn, nhưng tôi sẽ giữ khoảng cách với bạn. Cho nên, các bạn à, đừng quá phấn khích với một chút sự chú ý từ người yêu cũ. Thực chất, điều đó chỉ làm cho bạn lo lắng hay tổn thương nhiều hơn mà thôi. Bạn cần phải cho người yêu cũ biết rằng, khi họ rời đi, thế giới của bạn có thể rung chuyển dưới chân một chút, nhưng nó sẽ nhanh chóng trở lại vị trí cân bằng. Họ cần học được một điều rằng, bạn sống có mục đích, có đam mê, có ý nghĩa, và điều đó lớn hơn bất cứ cảm giác của ai đối với bạn. Bạn có một sức mạnh, sự nghị lực và sự tự tin để tiếp tục dấn thân trên hành trình phía trước. Đó là một lẽ sống mời gọi người khác tham gia vào hành trình cùng với bạn, hơn là việc bạn chỉ ngồi một chỗ và hy vọng. Hy vọng rằng bạn là một kẻ may mắn trúng số, còn người yêu cũ thì như một giải đặc biệt. Bạn cần phải hiểu rất rõ tương quan khi thu hút người yêu cũ. Hãy đảm bảo rằng bạn không tham gia vào một giải đấu nơi bạn coi người yêu cũ là giải thưởng. Chính bạn, chính con người ở phiên bản chất lượng hơn của bạn mới là giải thưởng của cuộc đời bạn. Hãy để cho người yêu cũ có một sự bất an về chính quyết định mà họ đã đưa ra. Điều này phải được đánh đổi bằng nỗi sợ hãi của bạn. Nỗi sợ hãi rằng mối liên kết mong manh cuối cùng với người yêu cũ sẽ trôi tuột khỏi tầm tay của bạn. Bạn phải sẵn sàng cho người yêu cũ đủ thời gian để nhìn lại sự lựa chọn của họ lần thứ hai. Bạn phải sẵn sàng để không hào hứng với những tương tác ngắn ngủi của người yêu cũ như vài nút thả tim, vài câu bình luận bâng quơ. Bạn không cần phải bất lịch sự với người yêu cũ, nhưng hãy giữ phản ứng của bạn ở mức độ ngắn gọn thay vì cố gắng kéo dài cuộc nói chuyện hay làm cho mọi thứ trở nên thân mật hơn. Đừng cho họ quá nhiều sự chú ý, hãy phản ứng với họ với một sự tự tin từ bên trong. Như thể bạn biết rằng thật may mắn cho ai đó có được sự xuất hiện của bạn ở trong đời. Điều đó không có nghĩa rằng bạn phải tỏ ra tự phụ hay kiêu chảnh, bạn chỉ đơn giản là có một sự ấm áp và bình yên từ bên trong. Bạn không chỉ trực chờ kéo dài những cuộc gọi, nối dài những tin nhắn, bạn có cuộc sống riêng của mình. Nếu họ hỏi thăm bạn có khỏe không, hãy trả lời rằng tôi khỏe, cảm ơn và hy vọng mọi chuyện thuận lợi đối với bạn. Rồi sau đó, hãy bận rộn lấp đầy cuộc sống của mình với những kế hoạch và niềm vui, với những khát khao và mục tiêu của bạn. Con người đó của bạn thật hấp dẫn và cũng đầy thách thức. Trò chơi dễ không khiến người ta muốn chơi trở lại, chỉ có trò chơi khó mới khiến người ta muốn quay lại chinh phục một lần nữa. Hãy tin mình đi, dám từ bỏ sự hào hứng kết nối với người yêu cũ tốt hơn nhiều so với việc biến mình trở thành bến đỗ bình yên hay phương án dự phòng cho một người khác. Bạn chỉ là đang giúp cho người yêu cũ bước tiếp. Đến một ngày bạn trấn an họ đủ nhiều hoặc bạn trở thành phương án phù hợp để làm bạn bè, bạn sẽ từ từ bị cạn kiệt chút sức hấp dẫn còn lại. Những cuộc gọi hay tin nhắn của họ sẽ thưa thớt lại, chỉ còn lại bạn ở đó ôm lấy những mảnh vụn tâm hồn. Viễn cảnh ấy thật đáng sợ khi một người đã tiếp tục với cuộc sống của họ, còn bạn vẫn ở đây loay hoay với những cảm xúc của mình. Cho nên điều bạn phải làm ở đây là giành lấy quyền chủ động cuộc sống của mình. Việc giữ khoảng cách giữa hai bạn là điều tối quan trọng để bạn có thể cho mình cơ hội trở lại mạnh mẽ hơn.
Và đó là tất cả những thông điệp của ngày hôm nay. Nếu bạn thích nội dung này thì đừng ngần ngại bình luận xuống phía dưới cho mình được biết. Đồng thời ấn nút like, ấn nút đăng ký kênh bởi vì mình sẽ còn quay trở lại với rất nhiều những nội dung hữu ích tiếp theo. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.